Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận. Chuyên mục do Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhân giống và nuôi mực bán tự nhiên là mô hình đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ mới và lồng nuôi bằng nhựa HDPE. Ưu điểm của mô hình này là diện tích nuôi lớn, lồng HDPE có độ bền cao, người nuôi sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại thủy sản khi có bão đổ bộ vào. Anh Nguyễn Bá Ngọc ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, người sáng lập công ty cổ phần Mực Nhảy Biển Đông, đã tiên phong nghiên cứu và bước đầu thành công với mô hình nhân giống và nuôi mực trong môi trường bán tự nhiên. Không dừng lại ở đó, anh Ngọc còn muốn mở rộng liên kết, chuyển giao kỹ thuật cho bà con địa phương nhằm nhân giống tạo ra các sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển. Trong tất cả các loại hải sản thì mực là loại khó bảo quản nhất sau khai thác, bởi chỉ cần đưa lên bờ 30 giây là mực đã chết. Nếu làm cho mực sống bơi được trong nước, mực nhảy, ngay cả khi đánh bắt đưa lên bờ và đưa đến tay người tiêu dùng thì thu nhập của ngư dân cao hơn nhiều lần. Sau nhiều năm nghiên cứu, anh Nguyễn Bá Ngọc, giám đốc công ty cổ phần Mực Nhảy Biển Đông, đã thiết kế và đầu tư hợp thông thủy từ đáy thuyền xuống biển và lắp vào thuyền đánh cá cho ngư dân. Sau khi đánh bắt, mực được ngư dân đưa vào hợp thông thủy nên vẫn sống như trong môi trường biển bình thường. Sau khi đưa mực lên bờ có hệ thống lồng bè, bể bơi, thậm chí bể bơi trên các bồn xe vận tải chuyển mực nhảy tiêu thụ khắp thị trường từ Nam đến Bắc. Nhờ công ty Biển Đông thu mua thì công ty Biển Đông mua người dân ta tập trung tới để bán kiếm thêm đồng tiền sinh sống cho cuộc sống của người dân Vĩnh Hy. Đa số là dân Vĩnh Hy đi làm cái nghề bắt mực và bán mực sống cho Biển Đông là rất nhiều. Không dừng ở việc thu mua mực sống cho bà con, năm 2021, công ty cổ phần Mực Nhảy Biển Đông đã triển khai thí điểm nhân giống và nuôi mực nang tại bè ở Vịnh Vĩnh Hy với diện tích hơn 300m², lựa chọn những con mực bố mẹ chất lượng cho đẻ trứng, nở ra mực con và thả nuôi ở môi trường tự nhiên. Ở đây, mực ăn các loại cá nhỏ nên phát triển tốt, chất lượng thịt ngọt và giá trị dinh dưỡng cao. Kết quả thí điểm của mô hình nhân giống và nuôi mực tại khu vực C3 tại Ninh Thuận thì đang đạt được những cái kết quả rất là tốt. Hiện tại thì doanh nghiệp đã chủ động được cái con giống phục vụ cho cái dự án của mình. Và các cái con giống sau khi đưa ra biển nuôi vào các cái môi trường bán tự nhiên thì sau khoảng tầm từ 4 đến 6 tháng thì cho ra một cái kết quả khá tốt. Mực trở thành khoảng tầm 1 kg. Trong cái việc mà nhân giống và nuôi mực trong môi trường bán tự nhiên thì có 3 cái khâu quan trọng. Khâu thứ nhất là nuôi bố mẹ ở ngoài khu vực biển để lấy trứng. Sau cái khâu lấy trứng thì khoảng tầm trứng khoảng 60 ngày tuổi thì được đưa về các cái trại ấp. Ở khâu ở trại ấp thì sau khi mà được khoảng ấp khoảng tầm từ 15 đến 27 ngày thì sau đó đưa ra lại để nuôi thương phẩm. Đấy, và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn nuôi thương phẩm thì bắt buộc phải đưa lại ở cái môi trường bán tự nhiên. Thứ nhất là giảm đi cái hệ số thức ăn, tại vì khi mực còn nhỏ ấy, thì phải nuôi mực bằng cả cái con tôm sống, cá sống. Thì bắt buộc phải đưa trở lại biển nhanh để giảm thiểu cái vấn đề thức ăn. Thứ hai nữa là các cái tập tính của mực thì nó rất là dễ ăn nhau. Cho nên là khi đưa lại môi trường bán tự nhiên với cái quy mô mà nuôi biển rồng như thế, các cái hệ số lông lớn như thế thì nó sẽ giảm thiểu được cái việc mà ăn nhau của mực. Đầu năm 2022, công ty đã đầu tư 2 lồng nuôi hiện đại bằng nhựa HDPE với quy mô 120m² và 2304m² để đáp ứng cho việc nghiên cứu và thí điểm. Tại chu kỳ sinh sản, mực có thể sinh sản đến 50.000 trứng, một lồng nuôi khoảng 1.000m² tương đương 10.000 mét khối nước có thể thả nuôi khoảng 10.000 con mực giống. Theo anh Ngọc, giám đốc công ty cổ phần Mực Nhảy Biển Đông cho biết, Ninh Thuận có điều kiện tự nhiên phù hợp để nuôi mực nói chung và nuôi mực sinh sản nói riêng. Đặc biệt, khu vực biển C3 xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải không có gió bão, thảm thực vật ở đáy biển sạch, thuận lợi để mực đẻ trứng và phát triển. Trong tất cả các cái sản phẩm đầu ra của trong cái ngành thủy sản, thì chúng tôi thấy là thị trường của sản phẩm mực nó khá lớn, kể cả ở Việt Nam và ở cả nước ngoài. Chưa nói đến là sản phẩm mà khi đưa đến tận tay quý khách hàng mà đang còn bơi lội ở trong nước thì đó là một cái mà nhu cầu ở trên thị trường đang rất là lớn. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang có những cái đơn hàng đến khoảng tầm 100-200 tấn trên một tháng. Nhưng mà hiện tại cái việc mà nuôi biển đang có những cái hạn chế về các cái khu vực nuôi
nó chưa được cấp phép, cho nên là chúng tôi đang hạn chế cả cái lồng nuôi, chỉ mới trong cái khu, trong cái gọi là những cái mô hình thí điểm thôi. Sắp tới hy vọng chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh sẽ tạo ra những cái quỹ nước lớn cung cấp cho doanh nghiệp để có thể tạo ra những cái lồng nuôi lớn hơn, tạo ra một cái quy mô lớn hơn, để từ khi đó chủ động được các cái con giống, cộng với lại là tạo ra những cái sản phẩm thương phẩm để phân phối trên thị trường. Từ những hiệu quả của mô hình đem lại, thời gian tới anh Nguyễn Bá Ngọc mong muốn được các cấp chính quyền tạo điều kiện về cơ chế chính sách hạ tầng mặt nước biển để mở rộng vùng nuôi, từ đó chủ động được nguồn mực bố mẹ để sản xuất con giống, đồng thời mở rộng liên kết chuyển giao kỹ thuật nuôi, liên kết thu mua cho người dân với giá hợp lý nhất và từng bước nhân rộng mô hình này. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với câu hỏi dành cho khán giả kỳ này, chúng tôi xin được thông báo đáp án của câu hỏi kỳ trước. Bạn hãy cho biết sản phẩm táo Ninh Thuận đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ theo hình thức nào sau đây? A. Chỉ dẫn địa lý, B. Nhãn hiệu chứng nhận, C. Nhãn hiệu tập thể. Đáp án chính xác là đáp án C. Nhãn hiệu tập thể. Hai khán thính giả có câu trả lời đúng và sớm nhất là hai thuê bao số 0916511503 và 0898912105 đã nhận được hai phần quà của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0259383665 hoặc 0907720108 để nhận quà. Và bây giờ là câu hỏi dành cho quý khán giả kỳ này. Bạn hãy cho biết mô hình thí điểm nhân giống và nuôi mực trong môi trường bán tự nhiên hiện đang triển khai ở đâu? A. Thị trấn Khánh Hải, B. Xã Nhân Hải, C. Xã Thanh Hải. Hai khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ được hai phần quà trị giá 100.000 đồng của Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông. Kính mời quý khán giả tham gia trả lời bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng cách đáp án gửi 0907720108. Trong đó đáp án là cách đáp án A, B, C. Ví dụ NT khoảng cách A gửi 0907720108 hoặc gửi thư qua địa chỉ chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận, phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259383665 hoặc 0907720108. Hạn chót nhận câu trả lời vào ngày 14 tháng 10 năm 2023. Chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận kỳ này do Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện đến đây kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình này kỳ sau.